Rồi con về tên gì con? Con chào cha và cộng đoàn, con là Tê Sa Cao Thị Nga. Con được ơn là chồng con bỏ con hơn 6 năm mà con cầu nguyện làm thân chót của chùa thì chồng con đã về với con và rất yêu thương con ạ. Dạ, con đến đây phải cảm ơn cha và cộng đoàn. Vâng, thưa chị em, chúng con là lấy nhau được lúc con lập gia đình là con bao nhiêu tuổi? Dạ, con năm đó 23 tuổi. 23 tuổi lập gia đình rồi, được sống trong đời sống gia đình bao nhiêu năm thì anh ấy bỏ con? Dạ, được 1 năm ạ. Vâng, một người con gái 23 tuổi mà đến năm 24 tuổi sau khi lập gia đình được 1 năm thì chồng mình bỏ mình tới 6 năm, tức là phải đến 30 tuổi. Trong 6 năm đó thì anh ấy bỏ đi tu hay là bỏ đi tù? Dạ, đi với người khác ạ. Vâng, không đi tu, cũng không đi tù mà đi theo tình một cái người thứ ba. Trong đời sống gia đình chúng ta hay thấy nó xuất hiện những người thứ ba, và người thứ ba ấy là phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta mà đôi khi mình không biết. Có những khi không biết vì người ta đánh lừa nói là anh vẫn còn độc thân. Có những khi biết rồi nhưng mình vẫn thích, vì mình mới đầu anh ấy tâm sự là anh ấy buồn chuyện gia đình. Anh ấy đến với mình để anh ấy chia sẻ chuyện gia đình. Mình nghe mình thấy tội nghiệp anh quá, thương anh quá, tội anh quá. Rồi cuối cùng em cũng yêu anh quá. Đúng không thưa anh chị em? Và rất là nhiều người đã bị dính vào cái chuyện đó. Sau 6 năm anh ấy đi theo người con gái khác, nhờ đâu mà anh ấy quay về với con. Và hai người bây giờ đã nối lại tình xưa để sống trong mái ấm gia đình. Dạ, tại con chờ đợi hôm đó con buồn, con kêu anh là con đi ly dị. Thì trước khi đi ly dị thì con nhìn lên lòng thương cho Chúa. Con nói với Chúa là Chúa biết con thương, con yêu Chúa nhiều, con yêu cái gia đình này nhiều lắm. Nhưng mà con không biết phải làm sao hết ạ. Con phó thác hết cho Chúa. Thì khi đi ly dị thì chồng con mới nói con là hãy tha thứ cho anh rồi anh quay về. Và bây giờ đã về với con ạ. Sao con biết đến lòng Chúa thương xót ở đây, cho đến cầu nguyện để cho chồng con quay trở về? Dạ, con thấy chị làm chung á, chị đi làm thương xót thì con xin chị là mua cho con cái chuỗi chẳng hạn, rồi chị xác con đi lên đây nữa. Rồi chồng con ăn chả, con có ở nhà con ăn lem không? Dạ, con cũng có quen nhưng mà con không có tình cảm người ta. Rồi con kêu là trong lòng con chỉ có chồng con thôi. Rồi con... Thưa chị em, cái ơn đó là cái ơn lớn lắm. Tại vì rất khó, khi mà chồng mình ăn chả thì mình cũng đi ăn nem là chuyện bình thường, và mình bảo rằng đó là lẽ công bằng. Tại sao anh có quyền đi ăn chả mà tôi ở nhà tôi không được ăn nem, đúng không ạ? Đúng không? Cũng vậy mà tại sao các ông thì đi mua dâm thì không bị phạt, mà tại sao những cô bán dâm thì lại bị phạt? Có bất công không? Đúng không? Có kẻ bán thì có người mua. Tại sao những cô gái mại dâm đi bán dâm thì lại bị bắt, lại đi cải tạo, đi tù? Trong khi những ông đi mua dâm mà lại là những ông có khi là tay to mặt lớn, có chức có quyền, có tiền, có đủ thứ hết. Chứ cái ông mà quét chợ thì lấy tiền đâu mà đi mua, phải không? Cái ông mà hót rác như tôi thì lấy đâu mà đi mua, mà ai nào nó bán. Thế thì thưa anh chị em, tại sao? Mình thấy bất công chứ. Bất công ở cái chỗ là nếu mà phạt cái kẻ bán thì cũng phạt người mua. Cũng giống như là thuốc phiện, người bán bị tội không? Trả lời, người bán bị tội không? Người mua có bị tội không? Cả kẻ bán, cả kẻ mua hàng quốc cấm đều tội hết. Mà có mỗi cái chuyện là nước bán dâm thì bị phạt, bị bắt, bị tù, đi cải tạo. Còn cái thằng mua dâm thì nó cứ phơn phơn, nó lại đi mua chỗ khác là sao? Thì đến bao giờ mới chỉ mới hết được cái chuyện đó? Anh chị em thử suy nghĩ thử coi. Bất công. Không có bán, không mua gì chuyện đó cả. Chỉ có tỏ lên, chỉ có không mua, không bán gì cả. Chỉ có. Và chính lòng thương xót đang nối lại cho một chuyện tình đã đứt, một gia đình đã đổ vỡ suốt 6 năm trời, mà người chồng quay trở về và người vợ sẵn sàng đợi chờ chồng tha thứ cho chồng để hai vợ chồng tìm lại được hạnh phúc đã mất. Hallelujah. Còn 1, 2, 3, 4 người lên mong mong.
1, 2, 3, 4, 5. 5 bảng lên đây.